Xin chào các cô chú anh chị. Bên này là mình sẽ xuống tham quan vườn ớt của anh Tấn. Vườn ớt này nằm ở đường Võ Văn Kiệt, nằm cạnh sân bay Trà Nóc luôn. Nhà ga đằng kia đó các bạn. Ảnh đang cuộc dây chơi ớt đằng kia. Dưa hấu hãm gài bão số 3 cái nó bị các bạn thấy không? Nó bị hư hết trơn, thúi lá hết trơn. Trái gần thu hoạch gặp mưa cái nó vậy. Bị gần phân nửa ruộng hết rồi. Nhớ cả ảnh là bắt đầu cũng có qua rồi. Cái này nó cũng trồng khoảng 1 cân, cũng ngàn 1.000 mấy, 1.100, 1.200 cây. Khoảng ta cách tổng trồng cũng là 5 tấc. Không gà ở đây gió dữ không anh Tân? Trên mấy cây đất mưa cái đất nó mềm á, cái nó quỵ xuống, giờ nó quỵ cái đâm cái tược lên quá trời. Nó hơi xiên xiên á. Rồi đã vậy cho nó nhỏ xíu đâu có cuột được. Cho nó đâm chèo bự bự mấy cuộc được. Dạ, cái xịt khử bo nào chưa? Ớt lai năm nay ít hơn, có mấy cây à? Ở đây ớt lai nhiều không? Mấy cây. Năm nay ít hơn năm rồi không? Ớt lai cái cây nó trắng xác nè các bạn, nó không có được tím như cái ớt gặt của nó. Đây anh Tấn cũng là một nông dân giỏi của cái gì ở đây phường gì? Long Hòa hả? Rồi cũng thuộc nông dân giỏi của phường Long Hòa hả? Hợp tác xã vậy. Thôi rồi, mấy chồng nó hình tôi mấy anh ơi. Bình Hưng Nga ha. Bình Hưng Nga. Hợp tác xã của Bình Hưng. Nói chung hết là chồng hên xui quá. Thời tiết. Thảm gài mưa 3-4 bữa rồi ớt như vậy thấy cũng qua rồi. Tạm được. Cuộc rồi chưa? Cái áo bị cháy thuốc bên bãi nè. Bữa hổm xịt cỏ nó lên. Xịt thuốc cỏ nè hả? Xịt thuốc cỏ với ruộng dưa hấu nó bay lên tới. Trồng ớt mà xịt thuốc cỏ cái bên nó bay hơi chịu gì nổi. Tao bị mấy cây nữa. Đất này anh trồng được mấy tháng tuổi anh, từ lúc gieo hạt tới giờ đó. Đem cái chồng á, mấy con tháng bữa nay nó là tháng 3 ngày gì. Thường có 1 tháng hả? Ừ. Tháng cũng gần 2 tháng mấy rồi. 2 tháng 3 ngày rồi. Mấy cây này bắt đầu nó sửa sẵn có bông hết rồi nè. Cái này lúc cây nhỏ trồng sao nè. Ẩm nắng khô quá tới không sợ. Tính năm nay anh trắng rồi nha. Màng phủ người ta cho
giống mớt còn của người ta cho đó. Cho mép bên chồng bà mẫu cặp đó cũng có 10 giờ đó ha, xung quanh đó đây đó đó. Của anh tôi chừng. Sao thấy nó héo hết trơn vậy ta? Trời là trời, tống phân nó mày gãy phân ngay gốc cho nó bị lụm. Rồi, tống gãy phân ngay gốc cho nó bị cháy rễ hết trơn rồi. Ta kêu gãy xa nha. Nó là ta pha lợt lợt ta tứ ra còn nhỏ quá trời nhỏ anh gãy vậy nó bị héo gì hết trơn à. Thì nó bị rồi mấy cây trồng trên bà mẫu á. Ham gã vô 10 cây nó bị héo vậy đó, từ từ nó chết còn chừng 5 cây ha. Cây nào mà nó sống bị nó tốt lắm tốt nha. Chừng nó héo vậy là cây mấy cây héo là coi như rồi luôn rồi đó. Ngâm tứ đỡ này quá trời để nguyên hộp. Gã nguyên hộp cái rễ ớt nó chịu gì nổi. Mới vừa bắt bắt đó. À đó hồi đó không có tống sao mà ông không tống hả? Héo hết trơn rồi, thấy rồi luôn rồi đó. Bên Vĩnh Long bên nó bỏ nhóc hết trơn rồi kìa. Mưa không gài đó hả? À, chắc luôn rồi. Không kia mấy cầm, kia cầm cái bánh này, coi một là nhổ, hai là cầm lại nữa gì kìa. Mười cầm có âm đó, cái nó còn không? Mười cầm nó bẻ không gài mà. Không, mười cầm cầm lượt cái mình đó. Năm cầm. Năm cầm hả mượn? Rụng lá cũng bộn mà, không biết sao, không gài. Chắc bên này ảnh ra vườn đó đó quá ha. Vậy quay đám mớt có anh 10 coi. Hả? À, không có ở đây hả? Không có, anh ngồi đám mớt quay anh thử. Tao không thích mà. Mấy bạn không có xài thuốc của mình không à? Xài thuốc thuốc phải không? Không, thuốc này tao đưa cho xịt lại đó, không là lại được nó nực à. Đây là anh em có mình xài chung một bộ thuốc nha các bạn, ai có nhu cầu sử dụng thuốc thì cứ liên hệ với mình sẽ mua giùm. Mưa hẩm gài cái lá nó không bị ảnh hưởng luôn à, thấy quá trời ngon á, chảnh mưa dập dập vậy đó, lá con có bị vàng nữa. Cần xì 24 giờ. Dày hả? Một lá này dày vậy hả? Lá con hình như thịt cho canxi không nhiều bằng em đâu. Mấy em thịt cái lá ở xanh về bấm coi cóc cóc luôn. Hồi nhiều quá cũng ngon mưa nó bệnh hết đó. Vừa hẳn tao bị bữa. Thịt 30, 40 xì hề. 7 cái mưa bệnh lá hết trơn. Cái mưa đám mưa nào nó bự bự cái nó lá còn ở đây nè, lá còn nó dập dập qua bữa sau cái nó lành lên quên chứ nó không có bị cháy luôn. Mưa học mưa bự bự á, nó dập lật lên ngựa cái nó dập xuống đây nè, vì cái bữa trước bữa sau thấy nó hết hả, chứ nó không bị mà đừng bị vàng. Đừng có lầm 24 giờ tao xài hoài tao biết. Tháng thịt có một tháng thịt gần ba có ba khử hả, đâu có nhiều đâu. Nó như con dao hai lưỡi. Nó bí đao mình bán chồng vậy thấy thắt rồi. Hôm nay có hái chưa? Không giờ. 3.000 bằng hướng tiếp. Ngoan tính vậy. Ngoan chồng bí đao lần nào cũng không có giá, chờ đợt gần có giá mà nó bị dập ha. Nó đang ương mấy bịch ớt lắm. Ương mà không gãy cho lên mặt. Ba tao nãy ông nói tao nhảy lên hết trơn. Chảy.